hỏi thiệt luôn nha. Thương thấy tụi A với Nhím thương Ru lắm mà Ru cứ nói những lời phũ phàng với tụi nó hoài à. Rốt cuộc là Ru ghét tụi nó thật hả? Ủa đâu, em đâu có ghét tụi nó. Vậy là Ru thích hai đứa đó thiệt. Nhưng mà không ghét cũng đâu có nghĩa là thích đâu. Ủa vậy rồi sao? Ừ thì đúng là em đâu có ghét hai đứa tụi nó đâu. Thì hai đứa nó tốt tính đó. Nhưng mà đáng yêu thì phải coi lại. A thì khỏi bàn nữa, ba cái màn hắc não của nó thì ok. Còn Nhím thì cũng y chang nhưng mà ở một cái mức độ khác. Nhưng mà cái hè vừa qua á, thì em biết tụi nó cũng có cố gắng nỗ lực lắm. Nhưng mà thôi thì tạm cho một cái bông, một điểm. Trời ơi, vậy là thương hai tụi nó thiệt kìa kìa. Ê ơi, Nhím ơi, có nghe không? No, no, không hề nhé, chỉ một điểm thôi. Một điểm không làm được gì hết. Nhưng mà, Ru nè, vậy còn sức phụ thì sao? Hả? Tại dạo này á, Phụ cũng thích Ru lắm á. Doki doki, doki doki. Doki doki để cửa vào để số xem ba sẽ làm. Hey! Hôm nay Phu thích chấm 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 chấm. Radio 2 tuần một số do Phu, thành viên của nhóm idol Niji Universe In thực hiện. Chương trình chỉ là 20 phút đến 30 phút tâm sự lan man về những điều mà Phu thích hay không thích với cương vị là một idol phong cách Nhật đang hoạt động tại Việt Nam. Chương trình hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu hơn về Phu cũng như là những con người khác trong Niji. Aloha, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với radio Hôm nay Phu thích chấm 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 chấm. Và với đoạn kịch ngắn vừa rồi thì chắc là các bạn đã đoán ra được khách mời ngày hôm nay là ai rồi hen. Đó chính là Miharu. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Miharu. Mình là một thằng đàn ông của nhóm mang một màu đỏ rất là nhiệt huyết, đáng yêu, cu tè, y hi hi. Sở thích của mình là rải muối cả nhân loại. Xin chào tất cả là các bạn, hi hi. Ờ, nghe đồn là Ru còn có sở thích đó là mê trai đúng không? Thì hồi nãy có vẻ là Ru rất là am hiểu về Utapri. Thì nói thiệt nha, Phu cũng gọi là biết Utapri qua các fest với lại xem chút trên mạng thôi. Thì nhưng mà thật ra biết về Deep thì là sâu về nó thì chưa. Nên Miharu có thể giới thiệu một tí về Utapri cũng như là Magic Love Senpa Center cho Phu nghe và các bạn được không? À, thực ra thì Utapri xuất thân là một cái otome game. Là từ năm như là 2010 tới bây giờ rồi ấy, thì cũng là ngót nghét được 8 năm rồi đó. Thì cho tới năm 2011 thì anime season đầu tiên đã được ra mắt với cái tên là Utano Prinsama Magi Love Senpa Sen. Thì cái khúc Doki Doki hồi nãy ấy, thì đó là cái bài debut của mấy trai, thì cũng là cái ending của anime season 1 đó. Thì nói chung là cho tới bây giờ thì game thì cũng rất là nhiều phần rồi, đếm không hết. Anime thì cũng được 4 season, thì sắp tới vào năm 2019 á, thì sẽ là có một cái movie tên là Magi Love Kingdom. Và nghe đồn là Ru thích Utapri tới độ mà có luôn nguyên một cái fanpage về Utapri đúng không? Thực ra thì cái fanpage đó ra đời với một cái động cơ rất là lệch lạc. Ủa, tại sao lại là lệch lạc? Lẽ ra phải động cơ đúng đắn mới đúng chứ. Nó lệch ở cái chỗ á, là hồi xưa khi mà Ru làm cái fanpage đó thì đó là cái lúc mà Ru mới đi fest về. Lúc mà ở fest coi có group á, thì thấy có một group kia diễn thì thấy mình chắc là mình về lập thay để mà có thể up hình code hôm nay của team đó. Đó, nó lệch lạc như vậy đó. Rồi tuy là động cơ lệch lạc xong á, nhưng mà tới bây giờ thì
mình lọt những cái hố đó gần như là không thể nào mà trồi lên lại được nữa. Người ta gọi là idol heo. Hy vọng là có một ngày nào đó sẽ có một anh nào đó cứu vớt Ru khỏi cái hố Utapri và đẩy Ru vào một cái hố khác. Các bạn nhớ nha, có hố nào mà hay hay hơn xíu nhớ giới thiệu cho Ru để đại lôi Ru lên khỏi hố Utapri rồi đẩy vô hố khác nha. Ru thử nào. Ru tuần trước á, thì có vào cái chuyên mục mà gửi thư về cho radio á, thì cái là có một bạn là gửi đầu tiên luôn, đó là bạn Si. Bức thư của bạn Si thì khẩn khoản yêu cầu Miharu lên trên radio để nói về Utapri cho Si nghe. Thì hôm nay thì Ru đã đáp ứng lại được yêu cầu của bạn Si, thì không biết là Ru cảm nhận như thế nào khi mà hôm nay được lên radio của Phu và ngồi nói về Utapri vậy nè. Thực ra thì cái câu hỏi về cái câu hỏi đó trong cái radio tuần trước đó thì Ru đang ngồi nghe, vừa làm việc vừa nghe, thì tự nhiên vừa nghe cái nghe gọi hồn mình, cái gì vậy, tại sao có Utapri có tên mình trong này vậy, mà lại còn chọn đúng mà cái sở thích gọi là deep trong tim mà ít khi mà bộc lộ cho ai đó biết lắm, cho nên dầm trong tim ít khi nào nói, cho nên rất là bất ngờ, cho nên quyết định một hôm đẹp trời đập bàn, Phu xin Phu cho em thu radio nha. đương nhiên cho thì phải cho rồi, nhưng mà rốt cuộc thì lịch lẹo bấm sùm hết và rốt cuộc là thu sớm hơn dự định. Trở tay không kịp la. Đúng rồi. Giờ đổi chủ đề chút xíu ha. Thì dạo này á, Niji tuyển nhiều meme mới, mà có meme mới comeback nữa. Mà hình như ai vô nhóm là cũng có một nguyện vọng rất là sâu sắc, đó là về hậu cung của Ru. Nên có một tin đồn ngầm trong nhóm, đó là Ru có nguyên một cái hậu cung trong Niji. các bạn có thể thấy là nhắc tới hậu cung của Ru trong Niji, cái là Ru ngồi đơ mặt rất là bế tắc, không biết chuyện gì xảy ra. Ôi chuyện gì đã xảy ra vậy Ru? Thực ra thì hậu cung thì chính cung thì ít, nhưng mà hậu cung tự nhận thì nhiều. Cụ thể là ai vậy? Chính cung đời đầu thì có Vui với lại Aini. Còn những đợt hè gần đây thì mới thu nạp thêm Rika với lại Mochi. Ý hí. Còn cái gọi là tự nhận thì mặc dù là đến những cái số lượng thì nó ít hơn cái chính cung đó, nhưng mà nói sao ta, cái độ đáng sợ thì nhiều hơn rất là nhiều. Tự nhận mà lại còn cái kiểu muốn đảo chính nữa chứ, đáng sợ lắm. Ôi Ru không nói là ai cũng tưởng là chính cung không á. Không thì ở ngoài nhìn vô là chị ơi, hai con này chắc là chính cung mà được sủng ái dữ dằn lắm. Thế là các bạn đã bỏ qua cái gương mặt đầy khinh bỉ của mình rồi đó. Ok, bây giờ thì để đổi không khí một tí, thì hôm nay Ru cũng đã tới radio rồi, nên chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi với Miharu. Yay! Hai bạn Harem tự nhận ơi, nhớ là nghe xong và nhớ feedback nhé. Không cần feedback đâu mãi yêu. Ok, trò chơi của chúng ta đó là một trò chơi rất là quen thuộc ở mỗi số radio của Phu, đó chính là hỏi liên thanh. Nhắc lại một tí về luật của trò chơi nhé, thì nội dung của trò chơi là Phu sẽ hỏi Ru 10 câu hỏi và bản thân Ru phải có nhiệm vụ trả lời 10 câu hỏi đó thật là nhanh, và sau mỗi câu trả lời thì Ru phải nói chữ nhỏ để kết thúc câu trả lời. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao chỉ có mỗi em là phải có cái chữ nhỏ? Không, tại vì đó là chữ nhỏ là nói sao ha, là kiểu dấu ấn mang đậm phong cách của Ru. Mỗi lần lên sân khấu mà giới thiệu Ru là mọi người đều Ru nhỏ no. Kiểu vậy đó. No. Ok, nhớ nha, phải kết thúc bằng chữ nhỏ. Thì nói chung là sau chữ nhỏ thì Phu sẽ đọc câu tiếp theo.
Thì Phu sẽ dùng điện thoại để tính thời gian trả lời 10 câu hỏi của Ru. Và thời gian này thì sẽ được dùng để so sánh với tốc độ của các khách mời khác. Và ai có tốc độ trả lời nhanh nhất thì người đó sẽ giành chiến thắng sau một vòng. Và nói thêm là ai mà có tốc độ trả lời chậm nhất thì người đó sẽ bị phạt. Còn hình phạt là gì thì để tính sau. đừng là em muốn đừng là em thì cố gắng lên. Rồi, ok, Ru đã sẵn sàng chưa? Ok la. Ok, thời gian của chúng ta bắt đầu. Tên hoạt động Niji của bạn là gì? Miharuzuki Yomi, nhỏ. Bạn tham gia Niji được bao lâu rồi? 4 năm, nhỏ. Sở thích đặc biệt của bản thân? Utabrin, nhỏ. Bạn ghét hay dở nhất cái gì? Kiềm chế, nhỏ. Bạn nghĩ trong bạn có bao nhiêu phần trăm PD? 100%, nhỏ. Nếu phải lựa chọn giữa việc không được đu gái nữa, không được đu trai nữa thì bạn chọn cái nào? Dĩ nhiên là không được đu gái nữa, nhưng mà không được đu trai cũng thảm lắm. Không được đu gái. Nhỏ. Hiện giờ bạn đang đu ai? Yuma Uchida. Dạ. Nếu bắt buộc phải chọn, không chọn không được giữa A và Nhiếm, chọn ai bỏ ai? Ru chọn Ru, bỏ hai đứa. Dạ. Manga anime game bạn đang chơi là gì? Utonrin Sama Idolist 7 âm dương sư, nhỏ. Bài hát của bạn mang tới chương trình ngày hôm nay là gì? Light to the Future, nhỏ. Ok, tan tan tan, hết giờ. Ôi, Ru ơi, hồi nãy là có nhắc tới A và Nhiếm, Ru phủ phàng quá. Cái này nói sao được ta, bản năng rồi. Không có làm trái với bản năng được. Nhưng mà hồi nãy câu hỏi là bắt buộc phải chọn một trong hai mà. Tuy là như thế nhưng mà bản năng của Ru đã nói là không được chọn thế nào hết. Ok, thời gian của Ru trả lời đó là 52 giây 73. Yay, yay! Nói Ru biết nha, mấy lần trước á là xà với mì là toàn trả lời hơn 1 phút rồi. Đó là chứng tỏ là Ru sẽ không bị nhỏ trong phần này. Có thể là sẽ là người chiến thắng nữa đấy. Mà thực ra thì Ru rất là mong chờ phần phạt sẽ thuộc về xà. Không, còn nhiều người lắm Ru ơi. Còn nhiều người chưa lên cái radio này lắm. Chúng ta chưa thể nói trước được chuyện gì đâu. Nhưng mà chắc là Ru nằm trong top an toàn rồi. Ý hí. Ok, giờ hỏi nhỏ Ru tí nha. Nãy nói là Ru có 100% PD, mà này Ru Phu không có tin, tại vì trời ơi, nhiều khi thấy Ru gái tánh nữ tánh ghê gớm, không có 100% PD đâu. Cho trả lời lại đến nói lại. Cái phần trăm này cũng không biết phải nói sao nữa, nó như điện tâm đồ vậy á, lên xuống theo thời gian. Bữa nào thì mút nó lên thì gái tánh một xíu, mút nó xuống thì PD xíu. Nhưng mà nếu như vậy thì cũng đâu phải là 100% PD đâu. Trả lời nhanh mà, nó có cần thiết phải trả lời đúng đâu, đúng không? Không, nhưng mà tất cả mọi người sẽ nghe đến câu đó, câu trả lời đó và nghĩ như thế. Sao vậy ta? Giờ cho đo lại, nó 99.9% cũng được. 50 giá chót, 50% giá chót. 50% PD đúng không? Ok, chấp nhận câu trả lời. Ok, bây giờ thì hồi nãy Ru nói là Ru có thể nhắc lại tên bài hát mà ngày hôm nay Ru mang đến radio có được không nè? Là bài Bay Tới Tương Lai. Ý Ru là Fly to the Future. Hết hồn rồi. Ủa sao mình nhạc chương trình nhạc Nhật mà tự nhiên có cái bài gì tên tiếng Việt Bay Tới Tương Lai gì nghe có vẻ sến súa. Nghe hay ha. Ok, bây giờ thì Ru có thể giới thiệu một tí về bài Bay Tới Tương Lai không? Fly to the Future có được không? Thật ra thì cái bài Fly to the Future này á thì là một cái bài hát trong cái single cũng tên là Fly to the Future. Thì cái bài này là sẽ là một cái bài hát trong cái movie của Utabrin với cái tên là Magic Love Kingdom. Thì hồi nãy là Ru vừa mới nhắc tới là cái movie này sẽ ra mắt vào năm sau ấy, còn tháng mấy thì không biết, tại vì người ta chưa có leak thông tin. Thì cái mà Ru thích ở cái bài hát này á thì cái, nói sao ta, cái lời hát với lại cái melody nó khác hẳn với tất cả các bài trước kia của Quartet 9 luôn. Là tại vì cái trước đó thì cái kiểu mà
nhạc của Starrit á thì đi theo một cái hướng nào đó thì mấy anh, tại vì mấy anh là senpai mà, mấy anh sẽ muốn là tao sẽ leo lên cao hơn tụi bay đó. Kiểu như mấy trai Starrit đòi tụi tôi muốn trở thành huyền thoại, còn mấy ông này sẽ là không, tôi không muốn làm huyền thoại, tôi muốn làm mà những vì sao của chúa cơ, kiểu vậy đó. Này là còn hơn, này là còn hơn có huyền thoại nữa. Ừ đúng rồi đó. Thì cái lời hát kỳ này á thì nó nhẹ nhàng hơn, nó thiên về cái hơi hướng là tôi cảm ơn tất cả các bạn, ý là chỉ các fan của mình ấy đã ủng hộ và theo chân tụi tôi tới tận bây giờ, kiểu như thế. Với lại cái mà rất thích cái bài hát này á thì ở cái đó là cái tiếng tích tắc tích tắc, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc ở đầu nhạc cái nghe rất là trời ơi, doki doki, rụng tim, cẩn thận coi chừng tim thòng, tim luôn thòng ra. Ok, bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, xin mời các bạn đến với bài hát Light to the Future. Fly to the future.
Thư đây, hỏi Thư đi. Chương trình sẽ nhận thư và các câu hỏi của các bạn và đọc cũng như là giải đáp thắc mắc của các bạn trong chương trình. Vậy nên các bạn có câu hỏi gì cho Phu hoặc là cho các member khác của Niji, vui lòng gửi câu hỏi về email niji.jpop. Trong email các bạn nhớ ghi rõ tên hay nickname bạn muốn sử dụng cũng như là câu hỏi muốn gửi cho ai nha. Thông tin chi tiết các bạn có thể tìm trên Facebook Niji Universe In hoặc trong bài post này của tụi mình nha. Ru. Nhắc tới cái chuyện mà gửi thư đến chương trình á, thì không hiểu sao từng ngày mà mở cái corner này ra á, có nhiều lá thư, nội dung thì không có lạ nhưng mà có nhiều bạn để pen name rất là lạ. Chẳng hạn như cái gì chẳng hạn như là cái gì con nhím thích bí đỏ. Hơi sai nha, tên này quen lắm luôn á. Nói có vẻ nghe ám ảnh ha. Ghê quá à. Cái bạn mà pen name bình thường nhất chắc là bạn Si á. Tên cô Te này, câu hỏi của cô Te nè. Cảm ơn bạn đã mang cho Rùng cái câu hỏi rất là đáng yêu và cô Tè. Mãi yêu nè, ngoặc ngoặc ngoặc. Thì hôm nay như thường lệ thì chúng ta cũng nhận được rất là nhiều lá thư có những cái pen name rất là bí ẩn. Thôi bây giờ thì mình đọc luôn nha. Ok. Lá thư thứ nhất từ một bạn có pen name là Lê Lết cùng Niji. Hả? Alo Phu và chương trình. Vậy là radio đã qua 3 số rồi. Vỗ tay. Yay. Chúc chương trình ngày càng sẽ hay và đông vui hơn nhé. Mình có câu hỏi nho nhỏ cho Phu là radio ở Nhật thì ngoài tiếng thì lâu lâu cũng có video và cả live radio nữa. Nhóm có dự định làm những cái này không ạ? Thanks chương trình. Thật ra thì mục đích của radio này á là chỉ là tiếng, thì để cho các bạn có thể nghe mọi lúc mọi nơi, vừa làm việc vừa nghe, vừa học vừa nghe, để khỏi phải bận tâm tới cái vấn đề là mình phải bật radio, mình phải bật video lên để vừa xem vừa nghe. Nhưng mà trong tương lai thì hiện giờ Phu đang chuẩn bị rất nhiều thứ, thì có thể sẽ làm live radio hoặc là có video cho mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt đẹp của Phu cũng như là tất cả các member của DC, được không nè? Thực ra thì cái việc mà chúng ta chỉ thu voice không ấy thì cũng là đúng là theo như Phu nói, thì chúng ta có thể vừa làm việc vừa nghe, và nếu mà thu voice ấy, thì chúng ta sẽ tránh được cái việc là canh mặt từng người để mà cáp meme, lúc đó sẽ làm rất là mất nhiều thời gian của các bạn sẽ không thể nào mà tập trung làm việc và học bài được đó. DJ yêu thương với các bạn như vậy đó. Này là Ru xạo á, tại Ru không có muốn bị cáp meme đó. Thực ra thì meme của Ru cũng một kho rồi, không sao la, nhưng mà trời cũng chỉ là để tránh nó nhiều hơn thôi. Ok, hy vọng là bạn sẽ hài lòng với câu trả lời này nhé. Rồi lá thư tiếp theo, một bạn có pen name là Si. Ủa, Si hả? Si nữa hả? Chào Si. Phu có thể cho các thành viên chia sẻ về hành trình của bản thân được không ạ? Ví dụ như vòng casting rồi kỷ niệm đi diễn, đi tập ý, để mọi người cũng được biết thêm nhiều hơn về các thành viên. Cảm ơn Phu đã lắng nghe. Em thích giọng của Phu lắm. Cảm ơn em. Ok, sẵn hôm nay có Miharu ở đây thì Miharu hãy trả lời câu của Si, đó là chia sẻ về hành trình của bản thân đi. Hành trình của Ru thì xuất phát điểm thì có hơi khác với các thành viên còn lại, đó là bị lùm về, không casting. Yeah. Thì lúc đó là đang diễn hát bưng quơ ở phép thôi, thì đột nhiên Phu spot được Ru, lụm Ru về. Thế là trẻ em cơ nhỡ đã có một máy ấm tên là Niji. Thì hát đầu tiên hả ta? Không nhớ nữa, lâu quá. Akimatsuri. À đúng rồi, Akimatsuri. Cũng là cái phát đầu tiên, thì cũng là cái phát đầu tiên solo với tư cách là thành viên của Niji luôn. Thì tới bây giờ thì để coi sao nữa ta. Đi diễn tới bây giờ hả, cũng rải rác đi diễn cũng hơn chục cái phép rồi đó. Nhiều quá đếm không hết. Đếm không hết, không có nhớ đâu. Nói chung là... Ủa còn coi những cái vé sao, câu hỏi là gì vậy Phu? Kỷ niệm đi diễn. Kỷ niệm đi diễn, đi tập. Kỷ niệm đi diễn với lại kỷ niệm đi tập hả ta?
trả lời nhiều quá sao nhớ ta. Thì spot đại cái kỷ niệm nào đó đi, như là bị nhím ai ăn hiếp chẳng hạn. Hai cái con đó hả? Thì nói về kỷ niệm gần để cho dễ nhớ thì chúng em là thôi được rồi. Không, không có chúng em là cái gì ở đây hết. Thì hai con nhím với ai không hiểu sao nó thành nó bị em hay sao á, đuổi kiểu gì cũng không đi, ta cứ ám hoài ám miết luôn. Nên nói chung là cái cuộc đời của Ru thêm nhỏ chỉ gì cái sự có mặt của tụi nó đó đáng sợ lắm. Không, nhưng mà đặc biệt là đối với Ru là phải hỏi về kỷ niệm nhỏ của Ru khi đi diễn mới đúng. Ok, nhớ rồi. Đó là, hình như đó là có một cái show là J-Pop Night. Thì lúc đó đang diễn Ichinen Nikagetsu Hatsuka, thì đang diễn tới cái lúc mà gần hết rồi đó. Cái khúc mà feel cái khúc mà feel cái gì đấy. Thì đột nhiên nhạc tắt, tắt cái rụp. Nhạc ai không tắt, mỗi nhạc Ru tắt tắt một cái rụp, không có cái không có đỡ nổi luôn. Thế là tắt tắt tiếng quả kêu im lặng đáng sợ. Nhưng mà ta nói trong cái nhỏ có cái may, ngắt ngay cái khúc mà bắt đầu của đoạn kết luôn ấy. Thì nói chung là khúc đó ngắt xong là vô được luôn. Haru natsu aki huyu, nói chung là cũng không có bị lỡ phần nhạc nào mà Ru có hát hết trơn. Cho nên nói là nhỏ thì cũng không có nhỏ lắm, nhưng mà vẫn là nhỏ. Ủa, nghe đồn không, cái sự nhỏ ở đây đó là mỗi lần Ru diễn bài đó là đều bị tắt nhạc hết đúng không? Không ta, hình như là nghe đồn là không có năm nào mà diễn bài đó mà được trọn vẹn từ đầu đến cuối hết đúng không? Hình như là vậy, thấy giống như bị nguyền vậy á. Toàn là diễn nửa chừng có bị sự cố vậy đó. Chắc là phải đổi phong thủy, đổi beat khác, ý là tăng chất lượng lên. Mỗi lần toàn là diễn bằng file đuôi MP3 không, kỳ này thử đổi thành đuôi WAV thử coi nó có bớt nhỏ hơn không. Ok. Chúc luôn may mắn lần sau. Ok, chúng ta sẽ đến với lá thư cuối cùng của ngày hôm nay, đó chính là Uchida Yuma. Chào chương trình. Dạo gần đây mình nghe nói ở Việt Nam có một fan rất cuồng nhiệt của Yuma là Miharu-chan đúng không? Mình tuy không phải là Yuma nhưng mình là fan hâm mộ anh nè. Hi hi, cho mình hỏi là từ đâu mà Ru lại đu Yuma vậy? Hi hi, hy vọng dùng cái fan name này không bị Ru giận nha. Cảm ơn chương trình. Thực. Ok, đã tiêm thòng được 3 giây. Okay. Cảm ơn bạn, cảm ơn sự cố gắng của bạn. Thì Ru cũng là fan của Utari mà Yuma. Đó theo ông tim thòng rồi không nói ra được tên của anh. Yuma thì cũng là một CU mới để coi mới góp mặt vào cuối season 3 và season 4 với cái vai là Otori Eiji. Em trai. Lúc đó thì thấy cũng bình thường thôi. Nhưng mà sau đó nghe cái solo song của Eiji thì cảm thấy cái bài hát gì mà cute đáng yêu thế này, thính ngập trời. Có một cái lời Ru nhớ nhất là gì vậy? Tuy là tôi không có hoàn hảo, nhưng mà gì? Tôi sẽ bảo vệ em đó. Tuy là tôi không hoàn hảo nhưng mà tôi sẽ bảo vệ em. Từ lúc đó là Ru cảm thấy thình thịch ba đim ba đim ba đim rồi. Nhưng mà cái này cũng chưa có gì đâu, nghe tiếp nè. Thì sau đó thì Ru coi cái quiz Dofrin Sama. Thì vì cái cơ sự gì đó mà Yuma lại là MC của cái tập đó. Thì kiểu ông nội này nói nhiều nhờ, cái giọng cười cũng đặc trưng đó. Ok, chắc là sẽ đu, tại vì giọng cũng hay, vì Ru bị voice fetish mà. Thì rồi không biết từ lúc nào cứ theo dõi miết, tới khi cái live thứ 6 của Otarin thì thấy một cái hình Yuma chụp chung với Mamoru Miyano. Trời ơi, tao nói hai anh em nó cute đáng yêu. Cái nụ cười của Yuma, trời ơi là trời, nó sáng sáng bừng cả một bầu trời đen tối trong Ru.
Rồi sau đó nghe tin Yuma sắp ra single debut thì cũng lọ mọ đi hóng thông tin, rồi đi nghe thử cái bản sample. Ôi hay, một chữ thôi, hay. Rồi sau đó clip short vơ lên thì Ru coi, ta nói trời ơi, chết Ru rồi, sẽ đu cái con người này. Trời ơi, nói sao ta, nói chung là lọt hố từ khi nào mà không hay luôn, cho tới khi mà mình phát hiện ra là mình cũng đã quyết định là ôi Yuma ơi, ông ra bao nhiêu CD tôi sẽ mua hết. Ôi, một trời ơi, tiền đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tại sao bạn lại lấy cái tên Yuma Uchida? Bạn muốn gì ở tôi hả? người ta đã nói là hy vọng là Ru không giận khi mà lấy fan name này mà. Không thì đúng là không giận thiệt, nhưng mà quá sức hả? Làm cho Ru thòng tim mấy giây. Ừ đúng rồi, cứ tưởng là không có gì đâu. Ok, chúc Ru may mắn nhé. Thì Ru ơi, hãy cầu mong là một ngày nào đó Yuma Hongmono, Yuma thiệt sẽ nghe được chương trình này, và biết đâu Yuma sẽ gửi một cái tin nhắn thật cho Ru rồi sao, đúng không? Lúc đó chắc là rest in peace luôn đó, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Là sao? Chả biết nữa, nói chung là trong tim chết một ít, nhưng mà khó nói quá. kiểu như thí dụ chết rồi mà tự nhiên nghe cái tin đó chắc cũng tự quan tài bật dậy luôn á. Đúng rồi. Ok, bây giờ thì cảm ơn những lời tâm sự, những lời tỏ tình tỉnh tò dễ thương của Ru đến với Yuma, và chúc Ru một ngày nào đó sẽ được gặp Yuma nhé. Cố lên, meo. Ok, nãy giờ thì nói nhiều quá rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chủ đề âm nhạc nhé. Thì bây giờ Phương sẽ giới thiệu bài hát thứ hai của ngày hôm nay, một bài hát của Tofu Beast có tên là Quá Nhiều Cô Gái. Không, tên là Too Many Girls. Nãy giờ mình nói về trai nhiều quá thì giờ mình phải dùng một bài hát là Quá Nhiều Gái trong đây. Ừ đúng rồi, cho nó cân bằng lại. Đúng rồi. Thì có một tí thông tin về Tofu Beast. Thì anh tên thật là Yusuke Kawai, anh là nghệ sĩ đa tài với khả năng vừa hát, sản xuất và cả DJ nữa. Thì anh Tofu Beast này bắt đầu sáng tác khá sớm, từ năm 14 tuổi. Thì ban đầu thì anh thông qua 2 Channel và YouTube, nhưng mà sau đó thì anh ký hợp đồng với lại hãng đĩa Motin Records và sau này là Warner Music Records vào năm 2013. Nhạc của anh chủ yếu là nhạc mang phong cách City Pop. Ru có biết City Pop là gì không? Đó là nhạc siêu thị á, kiểu nhạc phát ngoài hàng quán siêu thị lề đường. Tức là những cái loại nhạc mà gọi là nó không quá sập sình, nó không có quá mạnh mà cũng không có quá nhẹ, nó vừa đủ chill để mình có thể nghe ngoài đường mà không bị nhức đầu. Kiểu vậy. Thì ngoài ra thì Tofu Beast còn ảnh hưởng rất nhiều từ các thể loại như là lo-fi, hip-hop cũng như là các chất liệu điện tử đặc trưng của âm nhạc Nhật Bản. Các bài hát của Tofu Beast thì một phần phản ánh góc nhìn và lối sống hiện đại của giới trẻ tại thành phố, cũng như là có rất là nhiều giai điệu dễ nghe và dễ nghiện. Không biết là Ru có nghe bài nào của Tofu Beast chưa ha? Ra thì bữa nay lần đầu tiên nghe, lần đầu tiên nghe luôn á, tại vì cuộc đời Ru thanh xuân dành hết cho Utarin. Ông trong nhạc Tofu Beast thì không phải là để ngồi nhà mà nghe dạng đó sao ha, dạng có thể là như Phu cảm nhận thôi, đó là chúng ta có thể vừa nấu ăn vừa nghe, vừa học vừa nghe, vừa chung là vừa làm một cái gì đó bật để cho nó làm BGM nhẹ nhẹ phía sau thì rất là phù hợp. Để về nghe thử nè. Ok, bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đến với bài hát Too Many Girls của Tofu Beast.
too many girls, too many girls, too many girls, too many girls. 上には上がいるいくらでもしょうがない。Too many girls, too many girls, too many girls, too many girls. 夢見ちゃうものでしょう。いついついつまでも。1月、2月、3月、4月は1回。5月は2回で6月3回されるほどの告白三昧。それでも僕はつまんない。君じゃないと意味がない。だから丁重にお断り。それで周り見渡せばいつもと変わらぬ男たち。だけど Too many girls がキャンセル待ち。彼女はマフラーを編んでるらしい。デートしたい、付き合いたい、飛び込んでくる。まるでフリー Wi-Fi。 下半期セキュリティは厳重管理。だけどダダ漏れのセックスアピールに人が群がる。気付かないで、この国じゃ無理。一夫多妻制。上には上がいる。いくらでもしょうがない。 Too many girls, too many girls, too many girls, too many girls. 夢見ちゃうものでしょう。いついついつまでも。アイドル女優のアカペラで作業。あいつの好きな曲作る家業は Too many girls。 今日もありがとう。そろそろ 3TB のデータ。こればっかで家出てねえな、出てねえな。ところで Too many girls って何の話？豆腐は画像保存するらしい。フリー Wi-Fi さえ飛んでこないからイモバ3台持ってるらしい。ファーストバストは正反対でも嘘ついちゃったらもっとダサい。わーわー言うても仕方ないからパソコンのフォルダ開いたらめちゃめちゃ。ものでしょう。いついついつまでも。Rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện về đời tư xíu nha Ru. Ok, la. Dạo này á, có tin đồn là Niji tuyển thêm nhiều mem mới. À không, cái này không phải là tin đồn mà là sự thật. Cái này sự thật. Đúng rồi, thì thường á, mà mem mới vô á, thì thấy Ru hay ăn hiếp mem mới đó. Đâu có đâu, ức quá hà.
thì không biết là bây giờ mem mới vào thì đâu có dự định gì với mem mới không nè. Nói chung là đã có hai cái trường hợp đáng sợ trước rồi, cho nên kỳ này thì Ru sẽ cẩn thận hơn trong cái việc mà lựa chọn hậu cung. Sẽ cẩn thận hơn, không mà không nói những lời vạ mồm, hay là nói chung là cẩn thận hơn để bảo vệ bản thân. Rồi á thì nãy giờ á Ru có bất chợt nhận ra là tất cả những gì Ru nói đã được radio thu về và sẽ phát lên trên mạng cho chúng nó nghe không? Không sao, cứ nghe đi. Ủa, nghe rồi lỡ chúng nó kêu là ma cũ ăn hiếp ma mới rồi sao? Không có đâu. Hãy về với vòng tay của Ru. Nhưng mà yêu thương hay không thì hãy để thời gian quyết định. Nhớ nha các bạn, phải nhớ học theo Ai và Nhiếm để được về vòng tay của Ru. Học theo Ai và Nhiếm thì các bạn sẽ bye bye khỏi vòng tay của Ru luôn. Ok, và ngày hôm nay thì cũng là lần đầu tiên Ru lên radio của Phu đúng không? Đúng rồi. Ủa mà ê, hỏi nhỏ xíu, trước giờ có đi thu radio ở đâu bao giờ chưa? Dạ hem, thật lòng luôn, hem. Vậy thì lần đầu tiên lên radio mà còn nói về Utapri nữa, à không, nói về Yuma nữa thì nay quyết cảm nhận như thế nào nè? Cảm thấy khá là bất ngờ, tim đập thình thịch khi nghe Phu nhắc đến tên người ấy. rất là bất ngờ luôn á. Thì tại vì Ru chỉ mới nhắc tới Yuma ở một cái dòng gọi là trong một cái bài post về phân phát về Ru thôi, một dòng bưng quơ như thế thôi, nhưng mà có thể lôi lên được cái này để mà làm cho Ru doki doki thì ok bạn. Chứng tỏ Ru có fan cuồng. Cho bạn 10 điểm. Người cái bông hồng vỗ tay. Vỗ tay. Ê, nó nghe nè, lần này là lên radio nói về trai đúng không? Nãy trong cái trò chơi hỏi liên thanh có hỏi là giữa việc đu trai và đu gái á. Thì ví dụ lần tới cho Ru lên đây, lần này đu trai rồi, cho lần tới cho Ru lên radio đu gái, Ru có chịu không? Ok luôn. Mà giờ đu gái thì Ru đu ai? Ru nói đi, để cho bạn nào đang theo dõi giỏi Ru á lần sau đặt câu hỏi chứ. Gái trong Ru có nhiều loại lắm. Thì một là gái chính hiệu, gái 100%, và gái đẹp chi ai người ta gọi là phe ma le. Các bạn hứng thú với thể loại nào nè? cứ nói đi, biết đâu đằng sau có một cái lá thư fan em đỉnh hơn là sao. Ok, chỉ đích danh luôn, Nana Mizuki. Ok, disco tèo que. Ê buồn quá ha, nhắc tới disco tèo que muốn hát hoài nhưng mà kiếm beat không ra. Có bạn nào có link instrumental hay là có karaoke bài disco tèo que là muốn share về cho Phu và Ru. hứa luôn là có beat là diễn luôn. Thực sự sao chị nhà tôi, bả đẹp, bả hát hay mà bả keo quá, bả giấu beat không hà. Ồ, nhưng mà cái điều thiệt là kỳ bí đó là có rất là nhiều bản cover trên mạng. Mà tại sao chúng ta kiếm hoài kiếm không ra? Thiệt sự nó kỳ bí ghê luôn đó. Chắc do ăn ở. Còn không là do cái sự nhỏ của chúng rồi, do Ru nhỏ. Chắc chắn là do Ru nhỏ. Ok, và bây giờ thì chương trình hôm nay Phu thích .. cũng đã hết thời lượng rồi. Thì lời cuối cùng thì Ru ơi, có một lời nhắn nhủ gì tới tất cả quý vị thính giả đã nghe chương trình ngày hôm nay không nè? Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã nghe đến tận giây phút này. Mãi yêu các bạn trừ Nhiếm Ai ra. Nhiếm Ai nghe rõ nha. Mãi yêu trừ Nhiếm Ai. Ý hi. Rồi, chương trình hôm nay Phu thích .. sẽ được phát online trên mạng tại Facebook Niji Universe In, SoundCloud và YouTube hai lần một tuần. Mém tí nữa nói hai tuần một lần. hai lần một, à không, lộn, ôi nói kiểu gì cũng lộn. Hai lần một tháng,
hai lần một tháng nhớ nha, hai lần một tháng. Đúng rồi, kêu như vậy mới đúng như vậy nhớ nè. Ừ, và ở giữa các số chính của chương trình thì chúng ta sẽ còn có các số phụ giống như là chuyện chị Thỏ Xanh kể chuyện hoặc là chuyện mê trai của Miharu. Nói cho Miharu viết văn cho Niji hay lắm đó nha. Thì nữa chúng ta sẽ có một chương trình kể chuyện đêm khuya, chuyện tiểu thuyết Niji do Miharu kể cho các bạn nghe. Và các bạn nhớ là mọi thắc mắc cũng như là ý kiến và cũng như là mọi tâm sự nhỏ to dày mỏng của các bạn, hãy gửi về Facebook Niji Universe In hoặc là email niji.jpop@gmail.com nha. Thì các lá thư của bạn sẽ được Phu và các member giải đáp ở tại số radio này, tại radio này. Nên các bạn hãy gửi thư nhiều nhiều về cho Phu cũng như là Miharu cũng như là các thành viên khác nha. Lời cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại. Lại Yay. Chào, quên ru 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 hãy xin chào bằng tiếng quảng của Ruby.